các chị em. Thì cái cách mà em chốt được 250 VIP á, thì đầu tiên em cũng giống như là chị Uyên vậy đó, em chốt một combo thì đầu tiên là để gia đình em xài và sau đó là em chia cho người thân của em dùng. Và tiếp theo là về những cái sản phẩm dinh dưỡng cũng như là mỹ phẩm á, thì em hay đăng một cái bài đăng là sản phẩm mới về cái tháng nào đó bắt đầu khai trương vậy đó. Và trong mỗi một tấm hình á thì em có ghi chú ở phía dưới, ví dụ như, nhưng mà em sẽ không ghi chú hết tất cả các hình, và mình sẽ tập trung vô một số những cái sản phẩm nào mà thường hay sử dụng mà giảm giá nhiều, ví dụ thanh lăn hay dung dịch vệ sinh hay là son, những cái loại son nào mà em thấy là đa phần nhiều người hay sử dụng như kiểu là màu đỏ cam chẳng hạn, thì mình rất là ưa xài màu đó, thì em sẽ tích vô trong cái phần ghi chú ấy, là ví dụ như son này rất là màu lên rất là tươi mịn, hay là dung dịch vệ sinh thì mùi thơm dễ chịu mà lại giảm giá nhiều trong tháng này chẳng hạn vậy đó. Một số những cái ghi chú ngắn ngắn như vậy thôi, thì khi mà mình thêm những cái ghi chú như vậy ấy, thì mình đăng lên ấy, thì những cái hình đó nó sẽ nổi lên như là một cái bài riêng của mình vậy, thì khách nó nhìn vô nó sẽ gọi là kiểu giống như là đập vào mặt vậy đó nên là sẽ rất là dễ dàng mà nhìn được cái thông tin cũng như là cái giá ưu đãi sản phẩm cũng như là những cái ghi chú của mình á, người ta sẽ nhìn vô người ta sẽ biết được cái sản phẩm này nó nổi trội ở cái điểm đó và mình muốn là mình đẩy những cái sản phẩm đó lên. Và sau đó thì em sẽ tập trung đăng nhiều về những cái sản phẩm đó, đăng nhiều mình nói về cảm nhận, về feedback của khách, về cảm nhận của chính bản thân mình, cũng như là em làm những cái clip xoay quanh những cái sản phẩm mà gọi là chủ lực đối với em á, em muốn bán hay muốn đẩy những cái sản phẩm đó. Thì mình sẽ có một cái thời gian, ví dụ như là mình sẽ chuẩn bị là từ 20-22 cho đến ngày cuối tháng, thì là trong những cái ngày đó thì mình sẽ tập trung mình làm clip về xoay quanh những cái sản phẩm đó, để giống như là mình tạo một cái hiệu ứng á, là tại sao mà con này nó hay đăng về cái này, hay là nó nói rất là nhiều về cái này, thì tất nhiên là người ta sẽ rất là chú ý về cái này. Thì khi đó rồi sau đó mình sẽ đăng là có khách này mua, có khách kia mua, thì tự nhiên giống như là có một cái gì đó nó câu, nó thu hút người ta, kiểu như hiệu ứng đám đông như vậy á, thì em hay làm như vậy. Rồi ngoài ra thì là em cũng giới thiệu giống như kiểu như chị Uyên vậy đó, thì chị Uyên giới thiệu cho nhân viên bưu điện, em thì em hay giới thiệu cho đồng nghiệp, tại em làm giáo viên mà em hay đi giới thiệu cho đồng nghiệp của em ở trường, hay là phụ huynh của em cũng vậy. Thì đa phần đó là lúc đầu á là người ta cũng chưa có hiểu rõ cái sản phẩm mình đâu, nhưng mà do là cái niềm tin, tại vì người ta tin tưởng cô giáo của mình mà người ta dùng, và những ai mà đã dùng rồi á thì những người mà người ta dùng rồi thì thường là ví dụ em đăng lên là thấy giảm giá là người ta vô inbox người ta hỏi mua luôn, tại vì người ta đã dùng rồi, hoặc là cũng có nhiều người chưa dùng bao giờ. Nhưng mà giống như cái bài lần trước mà sếp Như đăng á, là như có một số sản phẩm giảm đến 80% vậy đó, là rất nhiều người vô inbox cho em luôn để mua sản phẩm luôn. Thì mình thấy được là cái sản phẩm bên mình á, nó vừa là sản phẩm châu Âu uy tín chất lượng rất là cao, đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng của châu Âu, không phải là cái thương hiệu nào cũng có được, mà lại được giảm giá nữa, thì mình thấy ở đây là rất là tuyệt vời luôn. Như mình đi mua một chiếc trang ra ngoài chợ mình đâu có được mua giá sỉ, mà ở đây mình được mua giá sỉ, thì tính ra giá nó không cao cả nhà, mà lại rất là chất lượng, an toàn, nên là mình hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng, hơn là mình sử dụng những cái sản phẩm mà ví dụ kem đánh răng vài 30.000 đi, mà mình xài hàng ngày luôn, thì vô tình là mình đã đưa hóa chất vào trong cơ thể của mình rất là nhiều, hàng ngày mỗi ngày luôn đó, mà trong khi đó mình không hề biết điều đó, cũng như là mình không biết thì mình không thể nào mình đào thải đó ra được, nên là rất là nguy hiểm. Bởi vậy tại sao mà nhiều người mà đến khi mà đổ bệnh ra rồi á, không biết tại sao mình bệnh luôn. Nên là mình được hợp tác cũng như là có cái cơ hội được biết đến cái cơ hội tuyệt vời như thế này á, thì cảm thấy rất là may mắn luôn, cũng như là biết ơn công ty luôn. Dạ, em có chút chia sẻ đến sếp cũng như là các chị em. Hay quá, dễ thương quá Tuyết ơi. Nghe Tuyết nói là thấy muốn mua xài.